Minasan, konnichiwa, Nhật ngữ Hoa Sen xin chào toàn thể bạn và các vị. Ở bài số 7, chúng ta đã học một câu agemas. Watashi wa Yamada-san ni hon o agemas. Tôi tặng cho anh Yamada quyển sách. Watashi wa kanojo ni hana o agemas. Tôi tặng hoa cho bạn gái. Isan wa Yamada-san ni ringo o agemas. Bạn Y tặng quả táo cho bạn Yamada. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một ngữ pháp nâng cao của mẫu agemas, tức là VT agemas. Trong đó, danh từ một là người sẽ làm cái hành động V cho danh từ N2. Watashi wa Yamada-san ni hon o kashite agemas. Tôi cho Yamada mượn quyển sách. Watashi wa kanojo ni hana o katte agemas. Tôi mua hoa cho bạn gái. Isan wa Yamada-san ni ringo o katte agemasu. Bạn Y mua quả táo cho bạn Yamada. Watashi wa tomodachi ni prezento o katte agemasu. Các bạn nhìn theo hướng mũi tên. Ở câu này có nghĩa là tôi mua quà cho bạn bè. Hoa sen nihongo gakko no sensei wa 学生に日本語を教えてあげます. Giáo viên của trường Quật ngữ Hoa Sen dạy tiếng Nhật cho học sinh. 私はタバボンさんにワンさんを紹介してあげました. Tôi đã giới thiệu bạn quen cho bạn タバボン. 最後まで見てありがとうございました. じゃあねー.